Việc điều chỉnh giá nhằm mục đích giúp cho chiếc F sang trọng gia tăng lợi thế cạnh tranh với các mẫu xe cùng phân khúc. Những khách hàng muốn sở hữu mẫu Cadillac Lyriq Debut Edition 2023 chỉ cần đặt trước 100 USD. Thông tin ban đầu cho biết lượng đơn đặt hàng kín chỗ trong vòng 19 phút, nhưng sau đó phó chủ tịch General Motorsry Harvey xác nhận rằng mẫu F này cháy hàng chỉ trong 10 phút. Thông thường các mẫu xe khi nhận được phiên bản mới sẽ đi kèm với việc điều chỉnh tăng giá bán, nhưng với Cadillac Lyriq lại khác. Bước sang phiên bản 2024, Cadillac Lyriq sẽ được giảm giá bán từ mức khởi điểm 62.990 USD (khoảng 1 tỷ 469 triệu) cho phiên bản 2023 xuống còn khoảng 60.000 USD (khoảng 1 tỷ 425 triệu), tức giảm 47 triệu. Mức giá này dành cho phiên bản dẫn động cầu sau, một động cơ và đã bao gồm phí vận chuyển. Trong khi đó, Lyriq 2024 dẫn động bốn bánh sẽ có giá khởi điểm khoảng 64.000 USD (khoảng 1 tỷ 520 triệu) cũng giảm một chút so với mức giá 64.990 USD khoảng 1 tỷ 543 triệu của phiên bản 2023. Đi kèm với mức điều chỉnh giảm giá bán, Cadillac Lyriq 2024 sẽ bị cắt giảm một số trang bị tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hiện nhà sản xuất ô tô Mỹ vẫn chưa công bố những trang bị nào sẽ bị loại bỏ. Cadillac hiện đang nhận đơn đặt hàng trước cho Lyriq 2024. Xe dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng vào đầu năm 2023. Còn nhớ, tại thời điểm ra mắt lần đầu, Liriqui có giá bán từ 59.900 USD khoảng 1 tỷ 422 triệu cho phiên bản Debut Edition, được cho là đã bán sạch trong 10 phút mở bán. Đó là mức giá đặc biệt dành cho những khách hàng ép đầu tiên của Cadillac. Trong khi đó, Liriqui giờ VKFD đã nhanh chóng được điều chỉnh tăng giá chỉ vài tháng sau đó. Tất cả các phiên bản Liriqui Debut Edition đều được trang bị gói pin 100 kW và một motor điện gắn phía sau cho tổng công suất ước tính 340 mã lực, mô men xoắn cực đại 440 Nm. Cadillac không tiết lộ tốc độ của mẫu crossover này, nhưng cho biết xe có thể di chuyển 483 km cho một lần sạc đầy. Các tính năng ngoại thất nổi bật của xe bao gồm mái xe bằng kính, mâm xe 20 in tiêu chuẩn hoặc 22 in tùy chọn. Bên trong khoang cabin, Lyriq debuée đi được trang bị hệ thống âm thanh AKG Studio 19 loa, hệ thống chống ồn chủ động vô lăng có sưởi, ghế lái và ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng, màn hình 33 inch cỡ khủng tích hợp cụm đồng hồ đo và màn hình thông tin giải trí. Các trang bị an toàn của xe bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái trong vùng mù, hỗ trợ đỗ xe tự động nâng cao, phanh khẩn cấp tự động nâng cao, công nghệ nhận diện khoảng cách, hệ thống camera 360 độ, camera tích hợp trên gương chiếu hậu, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo người đi bộ phía sau, phanh tự động và cảnh báo người đi xe đạp bên cạnh.